Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Chào các bạn, Vin đã bỏ ra hàng trăm nghìn tỷ tiền Việt và cũng đã chịu lỗ tới hàng chục nghìn tỷ để những chiếc xe ô tô của họ được lăn bánh trên đường. Ai cũng biết Vin đang đi vào một con đường mà cơ hội thành công là rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với việc chia đất bán nhà. Và ông chủ của Vin, ông Vượng, trong một cuộc họp gần đây đã nói Vin làm ô tô không đơn thuần vì lợi nhuận. Nếu chỉ vì lợi nhuận thì chẳng dại gì mà lao vào con đường này. Nói chung là Vin đang rất nỗ lực để cố gắng làm ô tô và chấp nhận trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng có một điều đáng nói là mặc dù Vin chịu khổ chịu lỗ như vậy thì việc những chiếc xe ô tô của Vin có được người dân ủng hộ hay không vẫn là một đề tài gây tranh luận cực kỳ gay gắt trên mạng xã hội. Có nhiều người thì ủng hộ Vin đến mức được gọi là Vino, nghe như kiểu chấp nhận làm nô lệ cho Vin vậy. Còn một phe khác thì chê Vin thê thảm. Tại sao một hãng xe của người Việt được đầu tư số tiền khổng lồ hàng trăm nghìn tỷ luôn cố gắng mang đến những chiếc xe chất lượng nhưng vẫn bị chửi, bị chê trách? Mình đã dành một ngày để đọc rất nhiều các bài viết mà đa số là tranh cãi của cộng đồng mạng về xe VinFast, đọc từ Facebook đến báo như VN Express, đến tinh tế, thậm chí đọc cả trong diễn đàn Vox, rồi các hội kín hội mở của Vin. Mục đích của mình là muốn tìm hiểu xem tại sao mọi người lại tranh cãi về xe Vin, tại sao người ta chọn mua hay không chọn mua xe Vin. Và sau hàng nghìn comment thì mình nhận ra một vài vấn đề và mình cho rằng nếu cải thiện được những điều này thì Vin có thể có được sự hài lòng của nhiều khách hàng hơn. Đầu tiên là sự rõ ràng về thông tin. Phải nói rằng thông tin xe Vin lỗi tràn ngập trên mạng, bài nào mà chửi Vin cũng có tới cả trăm, thậm chí cả nghìn comment. Có một số bài người ta chụp xe ngoài đường rồi đăng lên, có một số người thì nhận là chủ xe bị lỗi mà không được hãng xử lý triệt để. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là sự thật là tỷ lệ xe Vin lỗi nhiều hay không. Bởi vì có một bạn đã nói rằng những ông đi xe Vin không lỗi thì chẳng ai đăng lên bóc phốt làm gì, còn có đăng bài khen thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Rồi tương tự với mấy ông gặp lỗi nhưng được hãng nhiệt tình hỗ trợ và bảo hành thì cũng chẳng ai đăng lên bóc phốt. Thế thì những bài bóc phốt đa phần là những người không có xe đăng lên kiếm view, hoặc là những chủ xe bị lỗi mà chưa được bảo hành, hoặc bảo hành mà chưa hài lòng với việc xử lý của hãng. Vậy nên chúng ta thấy nhiều bài bóc phốt Vin cũng chưa chắc có nghĩa là xe Vin lỗi nhiều. Nhiều hay không nó phải nằm ở số liệu thống kê. Ví dụ 10.000 xe được bán ra thì bao nhiêu xe lỗi, lỗi gì, giải quyết ra sao? Có một số lượng lớn người comment tỏ ý không mua Vin vì cho rằng trên mạng toàn thấy đăng bài xe lỗi, bố ai dám mua. Thế nhưng nếu không có số liệu thống kê, chúng ta không biết xe Vin có lỗi nhiều hơn xe khác hay không. Toyota, Ford hay BMW cũng lỗi đầy ra nhưng người ta ít đăng, chứ có hãng nào không lỗi đâu. Giờ mà Vin dám trời lớn, công khai tỷ lệ xe lỗi thì khách hàng mới thực sự có cái nhìn khách quan. Và còn khách quan hơn nếu hãng khác cũng dám chơi tương tự. Vấn đề lớn của Vin bây giờ là có thể có nhiều đối thủ hoặc nhiều người ghét Vin, nước ngoài cũng có mà trong nước cũng nhiều. Thế nên bài bóc phốt Vin cực kỳ nhiều trên mạng. Và điều đó khiến góc nhìn của những người khác cảm giác tiêu cực về xe Vin hơn. Vấn đề thứ hai mà mình thấy là giả sử tỷ lệ xe Vin lỗi nhiều hơn xe khác thì điều đó cũng không quá đặc biệt, vì hãng xe non trẻ thì lỗi là điều khó tránh. Tuy nhiên, theo mình thì nếu số lượng xe lỗi nhiều thì Vin nên test kỹ trước khi bàn giao cho khách hàng. Bởi các bạn thấy, cái ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Giờ đang có 100 người băn khoăn không biết có nên mua xe Vin hay không, mà có 10 người tiên phong mua trước rồi gặp xe thường xuyên lỗi thì 90 ông còn lại chắc chắn là chạy mất dép. Chẳng phải xe mà bất kỳ nghề nào cũng vậy, bán cái gì cũng vậy, ấn tượng ban đầu là cực kỳ quan trọng. Bạn bán bún, nếu hôm khai trương mà bán ngon thì sau này người ta sẽ quay lại nhiều. Chứ hôm đầu đến ăn mà phục vụ thì chậm, thái độ thì lầm lì, bún thì ăn như mì tôm luộc, thế thì chắc chắn là không có lần sau. Kể cả sau này bạn có cải thiện bát bún cho ngon hơn, hấp dẫn hơn thì cũng chẳng có mấy người biết đến điều đó. Họ chỉ nhớ là đã vào ăn một lần và ăn như shit nên không ăn lần nữa. Mình thì không rõ Vin cẩn thận thế nào trong việc hoàn thiện chiếc xe và test kỹ đến mức nào, đặc biệt là phần mềm.
Nhưng bên ngoài có thể thấy xe của Vin có một số lỗi mà khắc phục được ngay, nhưng lại để khách hàng chạy thử rồi mới update bản van lỗi. Mà khách mua xe mới có ai muốn vừa lấy xe về lại đi van lỗi đâu. Trong khi nhiều lỗi đáng lẽ khắc phục được thì nên xử lý luôn tại nhà máy. Ví dụ như lỗi điều hòa không chạy khi pin quá nóng, hay xe xăng có lỗi tiếng bị delay kiểu YouTube, hình thì Trấn Thành pha cười xong chuyển sang đoạn khóc rồi, mà tiếng thì mới đến đoạn khán giả cười rung sân khấu và vỗ tay rào rào. Tại sao những lỗi cơ bản đó không khắc phục từ đầu thì có phải khách hàng đỡ bị một lần trải nghiệm tiêu cực về Vin hay không? Nói ra thì có vẻ giống như một thằng ăn khoai dạy tỷ phú cách kinh doanh, nhưng mình nghĩ bắt đầu Vin nên bán một số lượng xe vừa phải, rồi chăm sóc kỹ, bảo hành, bảo dưỡng nhiệt tình, triệt để thì kiểu gì khách cũng vui, hơn là bán số lượng quá nhiều, xong xe lỗi đến bảo hành lại phải chờ đợi vì đông. Thế thì những người khác nhìn vào ai dám mua nữa? Ban đầu phải tạo ấn tượng thật tốt, khách trải nghiệm xe ai cũng phải sướng như lấy được ngọc. À mà thôi, có như vậy thì người sau mới lao vào mua xe Vin mà không phải nghĩ. Còn một cái cũng không kém phần quan trọng, đó là khách hàng ngại mua xe Vin vì chính sách của hãng thay đổi quá nhanh và quá bất ngờ. Ví dụ chính sách ngừng xe xăng, hay ngừng bán điện thoại, hay app voucher 123, rồi thu xe cũ đổi xe mới. Một số chính sách đã khiến giá xe cũ lao dốc thê thảm. Tất nhiên, công ty mới vào thị trường thì chắc chắn là phải thay đổi chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với thực tế, chứ bắt họ ổn định thì khó cho họ quá. Nhưng mà thay đổi cũng phải ở mức khách hàng chấp nhận được, chứ vừa mua xe về xong hãng thông báo dừng bán xe xăng thì khách hàng lại phải mua thêm thuốc trợ tim tốn kém hơn. Nói thì vậy, nhưng vận hành một cái doanh nghiệp tỷ đô để có lãi và cạnh tranh với thế giới thì đúng là vô cùng khó. Mình vẫn mong Vin ngày càng hoàn thiện và được mọi người tin dùng hơn. Dù Vin đã không sản xuất xe xăng, nhưng mình khuyên các bạn là không nên ngồi lên con lắc A vì rất dễ xuống tiền với nó. Các bạn có trải nghiệm như thế nào về xe Vin? Hãy cùng comment nhé!